Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin bóng đá Việt Nam mới nhất của kênh chúng tôi. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Cuồng Bóng Đá Việt Nam để theo dõi và ủng hộ cho chúng tôi. Và sau đây là những thông tin bóng đá đáng chú ý trong 24 giờ qua. Huấn luyện viên Pau FC lên tiếng về khả năng dự AFF Cup 2022 của Quang Hải. Ở buổi họp báo trước vòng 12 V-League, huấn luyện viên của Pau FC Didier Tholot đã có những chia sẻ về việc để Quang Hải trở về dự AFF Cup 2022. Quang Hải trở thành tâm điểm của truyền thông sau khi ghi bàn cho Pau FC ở trận hòa 2-2 trước Rodez. Mới đây, ở buổi họp báo trước trận, khi nhận được câu hỏi về tiền vệ người Việt Nam, huấn luyện viên Didier Tholot dành lời khen ngợi cho cậu học trò. Ở trận đấu trước, Hải đã chơi rất hay khi các cầu thủ tấn công ghi được bàn thắng, đặc biệt là bàn thắng đầu tiên thì điều đó có ý nghĩa rất quan trọng. Đây là tín hiệu tích cực đối với đội bóng nói chung. Liệu nó có dẫn đến các bàn thắng tiếp theo hay không thì tôi chưa biết, nhưng đối với một cầu thủ tấn công như Hải, việc có bàn thắng đầu tiên sẽ giải tỏa rất nhiều về mặt tâm lý. Tuy nhiên, khi được hỏi về khả năng để Quang Hải về dự AFF Cup 2022, vị thuyền trưởng Pau FC cho biết ông cùng ban huấn luyện vẫn đang cân nhắc. Thành thật mà nói, tôi không nhắc đến chuyện này ngay bây giờ. Chúng tôi đang tập trung vào các trận đấu trước mắt. Tôi thực sự chưa đề cập chi tiết về vấn đề ấy. Điều tôi quan tâm là nó có ảnh hưởng đến kết quả của đội hay không. Còn tùy tình hình mà tôi đưa ra quyết định cho Quang Hải. Trước đó, bản thân Quang Hải cũng có những chia sẻ về việc cơ hội khoác áo đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022 khi tập trung cùng đội trong dịp FIFA Days. Tôi và huấn luyện viên Park Hang-seo đã thảo luận về vấn đề này. Mong muốn bản thân tôi là được khoác lên mình màu áo của đội tuyển quốc gia, tham dự bất cứ giải đấu nào có mặt đội tuyển Việt Nam. Đó luôn là khát khao của tôi. Về phía huấn luyện viên Park Hang-seo, ông cho biết khi gặp Quang Hải, chúng tôi đã có một số trao đổi với nhau. Thời gian qua, anh ấy thi đấu ở Pháp và cần nhiều thời gian thích nghi. Chúng tôi đã nói về những thuận lợi và khó khăn. AFF Cup không phải là giải đấu chính thức của FIFA nên chúng tôi rất khó can thiệp. Vào ngày 28 tháng 12 thì Quang Hải bắt đầu đã đất về tại Pháp rồi nên sẽ trùng lịch với AFF Cup. Theo tôi thấy, cầu thủ nào cũng khát khao cống hiến cho đội tuyển và Hải cũng thế. Anh ấy mới tới Pháp chưa lâu, cần thêm thời gian thích ứng. Chúng ta thì khó có thể can thiệp để triệu tập cầu thủ này về. Nhưng Quang Hải cho biết sẽ nỗ lực thuyết phục Pau FC để có thể về đá cho đội tuyển. Tôi nghĩ Quang Hải sẽ có cách. Bố mẹ đều làm nghề nông, nhưng Quang Hải sớm bộc lộ tài năng thiên bẩm, đam mê với trái bóng tròn. Hải còn bắt mẹ mua bằng được quả bóng để tập. 2 ngày tiền công đầu tư cho một sự khởi đầu có nhiều sự mông lung. Mẹ Quang Hải có lẽ không bao giờ nghĩ tới một ngày bà lại được nhận trái ngọt như bây giờ. Thành tích tạo bước ngoặt và cũng là cú hích cho Quang Hải là danh hiệu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất vòng loại thành phố Bắc Giang dành cho lứa tuổi nhi đồng. Sự nghiệp bóng đá của Quang Hải bước sang một trang mới kể từ danh hiệu đầu tiên ấy. Sự khẳng định tài năng giúp cho cậu bé vùng ngoại thành Hà Nội được các nhà tuyển trạch câu lạc bộ Hà Nội để ý. Năm 2006, Quang Hải trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ của Hà Nội T&T, nay là câu lạc bộ Hà Nội, với một cậu bé ăn bóng đá, ngủ bóng đá, được tập chuyên nghiệp và đi nhặt bóng cho các đàn anh giống như một giấc mơ. Sau 7 năm chăm chỉ rèn luyện, cuối cùng Quang Hải được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trao cho cơ hội tham dự V-League 2014. Năm đó, dù không có nhiều đóng góp nhưng cầu thủ mang áo số 19 tích lũy được rất nhiều vốn kinh nghiệm, bản lĩnh. Mùa giải 2015, Quang Hải khoác áo số 7 của câu lạc bộ Hà Nội T&T, đóng góp 4 bàn thắng mang về chức vô địch cho đội bóng thủ đô. Năm 2017, Quang Hải khẳng định được vị trí chính thức cùng Hà Nội T&T giành chức vô địch V-League, đồng thời tiến vào vòng sơ loại AFC Champions League. Câu lạc bộ Hà Nội bước vào giai đoạn thành công nhất lịch sử và luôn có dấu ấn của Quang Hải, rất nhiều danh hiệu V-League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp hay thành tích vào tới bán kết liên khu vực AFC Cup 2019 của đội bóng thủ đô, gắn liền với phong độ chói sáng của tiền vệ quê Đông Anh. 14 tuổi, Quang Hải được gọi lên U16 Việt Nam tham dự giải vô địch U16 châu Á. Năm 2014, Quang Hải cùng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Trịnh Lang tại giải U19 Đông Nam Á giành ngôi Á quân sau trận chung kết giàu cảm xúc với chủ nhà Indonesia. Từ thời điểm đó, giới chuyên môn và người hâm mộ đã mê say đắm chiếc kèo trái của Quang Hải, đồng thời nhận định đây chính là ngôi sao hiếm có của bóng đá Việt Nam. Quang Hải trở thành ông vua giải trẻ khi hầu hết các giải lứa U của câu lạc bộ Hà Nội cũng như đội tuyển Anh đều tỏa sáng, giành vô số các danh hiệu tập thể, cá nhân. Đỉnh cao nhất trong sự nghiệp cầu thủ trẻ của Quang Hải là cùng U19 Việt Nam lập nên chiến tích kỳ diệu khi vượt qua vòng loại World Cup U20 thế giới năm 2017. Khi đó, Quang Hải đeo bằng thủ quân U19 Việt Nam. Năm 2018, U23 Việt Nam làm nên kỳ tích với ngôi Á quân giải U23 châu Á tại Thường Châu. Trong chiến tích lịch sử đó, Quang Hải đã tạo nên một khoảnh khắc đầy cảm xúc và đáng nhớ nhất sự nghiệp của mình. Đó là tuyệt phẩm cầu vòng tuyết xé lưới khung thành U23 Uzbekistan trong trận chung kết. Bàn thắng có 1-0-2 đó đến giờ giới truyền thông châu lục vẫn nhắc lại như một kỷ niệm đẹp. 2018 cũng là năm mà Quang Hải bước lên đỉnh cao với bàn thắng ghi vào lưới Nhật Bản ở ASEAN 18. Giải đấu U23 Việt Nam gây sốc khi vào tới bán kết. Cuối năm, Quang Hải tiếp tục tỏa sáng cùng tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup sau tròn 10 năm chờ đợi. Trong 4 năm trở lại đây, Ở giải đấu nào, cấp độ nào, Quang Hải cũng là ngôi sao số 1 ở tuyển Việt Nam. Trong đó, đáng chú ý là thành tích vào tứ kết Asian Cup 2019, huy chương vàng SEA Games 30, chiến tích lịch sử vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải có vai trò rất quan trọng trong mọi chiến thuật, sơ đồ mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng cho tuyển Việt Nam. Ngày 12 tháng 4 năm 2022, Nguyễn Quang Hải tròn 25 tuổi. Đây chính là độ tuổi chín trong sự nghiệp của một cầu thủ bóng đá và Quang Hải không muốn bỏ lỡ cơ hội được bước lên đỉnh cao. Quang Hải chia tay Hà Nội vốn đã được dự báo. Vấn đề của cầu thủ sinh năm 1997 không phải là tài chính. Anh từng nhiều lần thổ lộ muốn được thử sức mình ở một môi trường bóng đá phát triển như châu Âu. Giới chuyên môn nhận định nếu tiếp tục ở lại Hà Nội, Quang Hải vẫn là ngôi sao số 1 đội bóng thủ đô trong vài năm tới. Nhưng bộ sưu tập thành tích các giải đấu trong nước với Quang Hải có lẽ là quá đủ. Hay nói cách khác, chiếc áo V-League anh đang mặc đã chật hoặc ít nhiều không tạo ra động lực để phấn đấu. Quyết định ra đi tìm bến đỗ mới của Quang Hải nhận được sự ủng hộ bởi đời cầu thủ rất ngắn và nếu không xuất ngoại lúc này thì sẽ không còn cơ hội. Thực tế, những chuyến đi của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu hầu hết đều thất bại. Nhưng nếu cứ chỉ nằm trong vùng an toàn, Quang Hải vẫn sẽ chỉ là Quang Hải của hiện tại. Tuổi 25 vẫn là dấu chân, thử sức và trải nghiệm. Ở trận đấu làm khách trên sân của Annecy tại vòng 12 League 2, đây có lẽ là chiến thắng ấn tượng nhất khi Pau FC có thắng lợi chênh lệch nhất từ đầu giải. Chính các báo Pháp cũng thừa nhận điều này. Dù đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Pau FC khi giúp hòa Rodez 2-2 hôm 9 tháng 10, nhưng Nguyễn Quang Hải vẫn phải ngồi dự bị khi đội bóng của anh làm khách của Annecy FC rạng sáng ngày 16 tháng 10 tại vòng 12 giải hạng nhì Pháp. Phút 18, Henri Saivet sút phạt hàng rào rất nguy hiểm nhưng tiếc cho tiền vệ trung tâm của Pau FC khi bóng đi chệch khung thành đối thủ trong gang tấc. Tới phút 19, Pau FC đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số. Từ pha phản công bên cánh phải, Henri Saivet chuyền bóng như đạp cho Mon Basuamina. Tiền đạo này đã dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ thành Escalette. Sau bàn mở tỷ số, Pau FC không còn co mình phòng ngự. Họ thi đấu rất hưng phấn và lấn lướt so với Annecy. Bước sang hiệp 2, Annecy tăng cường khả năng tấn công. Họ quyết dồn lên để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, đội bóng mới thăng hạng lại bộc lộ sự non nớt. Họ khá nhiều lần mắc bẫy phản công của Pau FC. Phút 64, Henri Saivet có pha đột phá rất hay nhưng dứt điểm không thành công. Tuy nhiên, điều gì tới cũng phải tới. Phút 79, trọng tài cho Pau FC hưởng phạt đền khi cầu thủ vào sân thay người Myron Giorgi bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Ewin Coffee dễ dàng ghi bàn thắng thứ 2 cho Pau FC. Mãi tới phút 82, huấn luyện viên Didier Tholot đưa Nguyễn Quang Hải vào sân, thế chỗ Eddie Slavetschi. Chỉ 3 phút sau, Pau FC có cơ hội ghi bàn thứ 3. Ở tình huống 3-2, tức là Myron Giorgi đã dứt điểm vội vàng sau đường chọc khe của Mohamed Zatara thay vì chuyền ngang cho Quang Hải dứt điểm. Dẫu sao, sau đó Pau FC vẫn giữ sạch lưới, đây có thắng lợi 2-0, giúp họ tìm lại niềm vui sau khi thua Metz 0-1 và hòa Rodez 2-2. Nói về chiến thắng của Pau FC, tờ Sud AOS của Pháp nhận xét Pau đã giành được chiến thắng thứ 3 trong 5 trận gần nhất. Họ đánh bại Annecy 2-0 để vươn lên vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng nhờ màn trình diễn này. Đây là chiến thắng thứ 2 của Pau trên sân khách ở mùa giải sau thành công của họ ở trận gặp La Van. Đây là một trận đấu mà Pau đã hoạt động hiệu quả, ít nhất là trên mặt trận tấn công. Trong chiến thắng này, Quang Hải gần như không có được tình huống tổ chức tấn công sắc nét nào. Dẫu vậy, tuyển thủ người Việt Nam cũng hoàn thành khá tốt nhiệm vụ phòng ngự của mình. Tờ báo này cũng đưa ra quan điểm, dĩ nhiên, việc thi đấu tốt ngay sẽ không diễn ra, cậu ấy cần cố gắng thêm. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng Quang Hải sẽ tỏa sáng ở League 2 trong thời gian tới. Cậu ấy có thể được ra sân thường xuyên hơn và thậm chí là một vị trí chính thức trong đội hình. Như phong độ ấn tượng, đội bóng của Quang Hải đã leo lên thứ 13, vị trí cao nhất của họ từ đầu mùa. Tuy nhiên, cuộc đua trụ hạng vẫn phải là ưu tiên hàng đầu của Pau, bởi lúc này họ mới chỉ hơn nhóm rớt hạng đúng 2 điểm. Vòng sau, Pau sẽ có thêm cơ hội bứt phá khi đối thủ của họ là Nimes, đội bóng đứng thứ 3 từ dưới lên. Nimes mới thắng 1 nhưng thua tới 6 trong 7 trận gần nhất.